Công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 801 999. Nay mình lên clip để giới thiệu cho các bạn một dòng camera siêu nhỏ ngụy trang ổ cắm điện dân dụng 6 lỗ. Thì trên màn các bạn nó đang là một mẫu ổ điện 6 lỗ này, một chiếc ổ điện mới nhất trong năm 2023. Đấy, của nhà Li Hoa nhá. Chiếc ổ điện này của các bạn ấy thì có thể là xoáy lắp hoặc là mở ra để sử dụng nhá. Đấy. Đây, bạn mở nhẹ này ra sẽ là sử dụng này. Đấy. Còn khi xoáy vào như này nhá thì là nó sẽ là không có điện. Đấy, như này thì các bạn sẽ tránh được con cái bạn có thể thò tay bị điện giật nhá. Đấy, cực kỳ thông minh luôn. Đó, khi dùng chỉ cần ấn nhẹ này ra này, nó ra này. Đấy, xoáy nhẹ nó ra này. Đấy, và ổ điện nhà mình sẽ ổ điện 6 lỗ nhá. Đấy. Ổ điện 6 lỗ cắm luôn. Đấy, xoáy vào. Đấy, ổ điện 6 lỗ cắm. Cái này thì các bạn là có thể sử dụng để cắm cơm nước bình thường. Đấy, đây, mình sẽ cắm thử cho các bạn này. Đấy, rất là nhiều lỗ cắm luôn. Đấy. Khi mà bạn sử dụng dòng cam này nhà mình nhá, đấy, thì bạn có thể là sử dụng điện 220V này. Và ngoài ra thì bạn cũng có thể là sử dụng để giám sát vợ chồng, theo dõi vợ chồng, theo dõi con cái, hoặc là có thể sử dụng để lưu trữ lại các bằng chứng. Đấy. Và mắt camera của nó thì mình sẽ đặt ở đây. Đấy. Đây chính là vị trí đặt mắt camera của mình. Đó. Mắt camera của mình là một dòng camera siêu nhỏ nên là kích thước bằng đúng một que tăm. Hình ảnh của nó sẽ là hình ảnh full 4K, có kết nối từ xa có 3-4G, cảnh báo chuyển động, ghi hình chuyển động, ghi hình ở bộ nhớ. Đấy. Góc quay nó sẽ là góc quay 150 độ, rất là rộng luôn. Đấy. Khi bạn sử dụng nhá, bạn đặt trên bàn như này này. Ví dụ như bạn đặt trên bàn nhá, thì bạn sẽ quay được toàn cảnh luôn. Cũng như là khi bạn đặt đất nhá, thì nó sẽ là quay toàn bộ ở phía trên luôn các bạn nhá. Các bạn có thể giám sát được xem là có vợ chồng mình có ngoại tình hay không, hoặc là con cái học hành hay không, giúp việc có đúng đắn hay không, hoặc là cũng có thể sử dụng để lưu trữ bằng chứng. Cũng như là các sếp ở văn phòng ấy, các bạn mua rất rất là nhiều để theo dõi được nhân viên nhà mình. Đấy. Và ngoài ra là quản lý tài sản của mình nữa. Đấy. Còn là cũng rất nhiều hộ gia đình ấy là cũng mua về để bắt trộm. Đấy. Thì trong gia đình thì rất nhiều gia đình gặp phải tình trạng đó chính là mất vặt. Không phải mất hết mà là cứ mất ít một nên rất là khó chịu. Và khi mà bạn sử dụng dòng camera ngụy trang ổ điện nhà mình thì sẽ biết được ai là người lấy và lấy phương thức như nào. Đấy, các bạn đều phải biết hết. Quá trình lấy trộm cắp như nào là bạn đều phải biết hết các bạn nhá. Đó. Ok. Đó thì chiếc ổ điện nhà mình thì nó sẽ công tắc đây ở sườn này nhá. Bạn có thể tắt bật này. Đó. Hai tính năng mà luôn, một là tắt bật công tắc này, hai là các bạn thể xoáy vào như này thì sẽ không bị điện giật nhá. Đấy. Xoáy sang là sẽ không bị điện giật nhá. Ok, đó thì đó sẽ là cái phần ổ điện. Tiếp theo thì mình sẽ vào hướng dẫn phần chính, đó là chính phần camera siêu nhỏ của mình. Khi mà bạn muốn sử dụng dòng camera siêu nhỏ của nhà mình nhá, thì các bạn cần tải cho mình một ứng dụng. Ứng dụng này sẽ có tên là Lookcam. Và ứng dụng Lookcam này sử dụng trong tất cả các loại điện thoại. Điện thoại nào các bạn cũng có thể sử dụng được. Đấy. Chỉ cần các bạn tải cho mình ứng dụng có tên là Lookcam thôi. Đấy. Và đây thì mình sẽ vào tải ứng dụng Lookcam nhá. Lookcam này. Đấy, các bạn sẽ đánh cho mình chữ Lookcam, LOOKCAM. Đây, thì ứng dụng Lookcam của nó sẽ làm biểu tượng màu xanh nước biển này nhá, các bạn tải về cho mình. Đấy. Và khi đã tải về xong thì các bạn sẽ chưa vội mở lên nhá, và bạn sẽ thoát ra cho mình, thoát ra này. Đấy. Tiếp theo thì các bạn sẽ cắm cho mình chiếc camera này vào nguồn điện này. Đấy. Đây thì mình có chuẩn bị nguồn điện này. Đó. Chiếc camera mình thì có thể hoạt động 24/4 luôn các bạn nhá. Hoạt động 24/4 luôn. Đây, khi mà kết nối nguồn điện thì camera cũng sẽ có điện. Đấy, bật công tắc lên này, là có điện này. Đấy. Và các bạn lưu cho mình ấy là dòng camera của mình ấy thì dù bạn có bật công tắc này hay không, không quan trọng, camera của mình đều hoạt động. Kể cả khi mà bạn tắt này đi nhá. Đấy. Thì camera vẫn hoạt động. Đấy. Hoạt động 24/4 luôn nhá. Đó. Rồi. Thì sau khi đã bật, các bạn đã cắm chiếc ổ điện này vào nguồn điện rồi thì tiếp theo các bạn cần làm đó chính là vào phần cài đặt của điện thoại này. Các bạn sẽ vào phần cài đặt wifi cho mình. Khi mà các bạn vào phần cài đặt wifi nhá, nó sẽ hiện ra một cái wifi có chữ G, một vài số, vài chữ và không mật khẩu. Các bạn ấn kết nối cho mình. Đó. Các bạn lưu ý cho mình là chỉ cần wifi có chữ G và không mật khẩu thì đây sẽ là tín hiệu của chiếc camera ngụy trang ổ điện dân dụng của mình phát ra nhá. Và khi đã kết nối xong bạn đã thoát ra cho mình. À. Tiếp theo cần làm là sẽ vào ứng dụng Lookcam ở đầu video mình hướng tải về này. À. Sử dụng rất dễ luôn.
Và khi mà bạn đã truy cập ứng dụng nhá, nó hiện ra một cái chữ tiếp này nhá, các bạn ấn ken để kết nối trực tiếp vào camera ấy. Các bạn ấn đi vào online này, chọn một ken để kết nối trực tiếp vào camera nhá. Đấy, thì đây các bạn nhá, đây sẽ là phần hình ảnh thực tế của sản phẩm này. Ok chưa, hình ảnh thực tế sản phẩm này. Và trong quá trình bạn sử dụng nhá, khi bạn nhìn qua cam này, đây hiện tại là ngược, đây sẽ là phần ngược hình ảnh nhá. Để chỉnh được hình ảnh ấy, nó sẽ có hai nút, mũi tên lên và mũi tên sang này. Hiện tại đây thì nó sẽ là ngược, ở mũi tên lên thì bạn sẽ ấn vào nó. Đấy, về đúng khuôn luôn nhá, góc quay 150 độ lên rất rất là rộng luôn. Và hình ảnh của nó hình ảnh cao cấp, hình ảnh 4K nên là cực kỳ sắc nét nhá. Đấy, đây mình sẽ quay ngang cho các bạn. Đấy, các bạn có thể nhìn được rõ này. Đấy, quay ngang cho bạn luôn nhá. Đấy. Và bạn muốn cài đặt hình ảnh ấy, các bạn sẽ ấn cho mình góc trên này, cho mình ảnh 4K, nó sẽ là hình ảnh cao nhất nhá. Cập nhật này, khi mà bạn cài đặt 4K nó sẽ tự động cập nhật nhá. Đấy, rất là nét luôn, thấy không? Có thể nhìn rõ các chữ số luôn này, lấy nét cực kỳ tốt nhá. Đấy, lấy nét rất là tốt luôn, nét chưa? Đấy, cũng như đây, mình quay cái ra hàng của mình này, rất rất là nhiều hàng nhá. Đấy, đó, thì đó sẽ là cái phần hình ảnh của sản phẩm nhá. Đấy, tiếp theo thì đến cái độ mượt. À, độ mượt thì các bạn nhìn rồi, mình đưa cam đến đâu là cam nó sẽ nhận đến đó. Đó, rất hiếm camera có thể là làm được với dòng camera của mình. Đấy, thì khi mà các bạn thường các bạn mà phải các bạn dùng các loại cam cam ngoài trời ấy, thì khi mà bạn quay đi quay lại nha, nó sẽ có độ giật. Còn đối với dòng cam mình là khi quay cực kỳ mượt luôn, hình ảnh của nó hình ảnh 4K. Đấy, nên là quay rất là mượt. Đấy, và các bạn cũng lưu ý cho mình là hàng nhà mình ấy là hàng cao cấp. Đấy, hàng chuẩn nên là cái độ mượt rất là cao, cũng như là cái độ bền nó là cực kỳ cao nhá. Đấy, đó, thì đó sẽ là cái phần hình ảnh của sản phẩm. Tiếp theo đến phần âm thanh, thì để nghe được âm thanh thì các bạn chỉ cần bật cho mình cái loa lên này. Đấy, do dòng cam mình là dòng cam siêu nhỏ giấu kín nên mặc định sẽ là tắt loa. Các bạn muốn nghe được âm thanh thì nhớ bật loa lên, và muốn nghe thanh to hơn thì có thể tăng âm lượng điện thoại lên nhé. Tăng lượng điện thoại lên để nghe âm thanh này to hơn. Điện tử ý ok chưa? Đó, cái âm thanh của nó rất là to luôn nhá. Đây là mình còn đang để hai thiết bị nó ngay nhau nên là nó có tiếng xung đột. Còn khi mà các bạn kết từ xa cũng như là khi mà các bạn xem lại ấy, cái tiếng xung đột đấy sẽ không còn nhá. Đấy, đó sẽ là âm thanh sản phẩm. Và trong đây của mình thì sẽ bao gồm các phần như là chỉnh độ sáng, độ tương phản này. Đấy, âm thanh này. Đấy, chụp ảnh quay video cũng như là hình ảnh này. Đó, thì đó sẽ là các chức năng ở trong thiết bị. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn một tính năng quan trọng nhất, đó chính là kết nối từ xa. Đấy, thì khi muốn kết từ xa nhá, thì các bạn đặt cho mình hai điều kiện. Một là xung quanh camera của bạn này phải có wifi, và hai là chiếc smartphone của bạn phải có mạng di động 3-4G. Thì sau khi mà các bạn đã đặt hai điều kiện này rồi nhá, các bạn ấn cho mình vào phần bánh răng cài đặt, chọn cho mình mục device setting, chọn mục wifi setting. Khi mà bạn chọn mục wifi setting thì lập tức nó sẽ hiện ra là wifi xung quanh camera của bạn. Nói cái khác ấy, thì thông thường các bạn 99% khách hàng là sẽ là bắt wifi của nhà các bạn ấy. Đấy, thì các bạn chỉ cần đặt cho mình điều kiện đó chính là nhà các bạn có wifi. Đấy, và các bạn vào mục wifi setting này tìm wifi của nhà các bạn, ấn vào và nhập cho mình mật khẩu wifi vào nhá. Đấy, sau khi nhập xong mật khẩu các bạn chỉ ấn ok này, tức là mình đã kết nối từ xa thành công với chiếc camera rồi. Và khi mà bạn đã kết từ xa thì nó sẽ là không giới hạn khoảng cách. Đấy, dù bạn có cách camera của bạn hàng nghìn, hàng vạn đến hàng triệu cái số, các bạn có thể đều có thể là giám sát theo dõi từ xa được qua chiếc smartphone nhá. Rất là hiệu quả luôn. Đấy, thì đó sẽ là cái mục quay kết nối từ xa nhá. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách xem lại này. Thì rất nhiều khách hàng ấy dùng camera của nhà mình thì nó không có thời gian để có thể xem trực tiếp, giám sát được 24/4. Đấy, cũng đã 100% khách hàng luôn ấy là đều phải hỏi đến cái phần đó chính là xem lại. Thì tiện video này mình cũng sẽ là hướng dẫn cho bạn xem lại luôn. Đấy, để xem lại được video nhá, xem lại video thì các bạn cần ấn cho mình ở phần cờ lao chéo đây ở dưới màn hình này. Đấy, bạn chú ý cho mình cờ lao chéo đây này, ấn vào. Và tiếp theo thì các bạn sẽ chọn cho mình mục SD file bên trên này nhé. SD file trên này, ấn vào nó.
Đó. Thì khi mà các bạn đã đủ thời gian lưu lượng của video nhá, thì nó sẽ hiện các file ở đây. Các bạn chỉ cần ấn vào nó là xem thôi. Sử dụng rất là đơn giản các bạn nhé. Rất rất đơn giản. Đấy. Thì đó sẽ là cái tính năng xem lại. Đấy. Ok. Đó thì trên video này cũng là phần kết thúc video của mình luôn. Còn xem lại cũng là phần kết thúc video nhá. Thì bạn nào mà có nhu cầu ấy, quan tâm đến dòng sản phẩm camera siêu nhỏ ngụy trang ổ điện dân dụng 6 lỗ cắm của nhà Li Hoa thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại là Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết cho các bạn. Bên mình thì có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi 1 đổi 1 và ship hàng toàn quốc. Nhận hàng các bạn được bóc hàng ra này, các bạn cắm điện, test hàng thoải mái trước khi thanh toán. Còn không để hoàn hàng cho bên mình mà không có 1.000 phí nào cả. Đấy. Và cũng như là khi mà các bạn đăng ký kênh YouTube của mình nhá, thì mình sẽ tặng kèm cho bạn đó chính là một chiếc thẻ nhớ để các bạn lưu trữ dữ liệu. Ở xa thì mình sẽ thêm một phần quà đó chính là miễn phí ship khi ở xa. Ở gần các bạn được qua trực tiếp trụ sở chính nhà mình tại Hà Nội để tham khảo và thử hàng. Đó. Còn nhà mình thì có cơ sở tại Sài Gòn. Đấy, các bạn cứ gần một trong hai cơ sở nhà mình thì có thể qua trực tiếp để tham khảo thử hàng các bạn nhé. Test hàng thoải mái luôn. Đấy. Đó. Rồi thì video của mình đây thôi. Giờ xin chào lại các bạn.